Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng bạn trở lại với channel kiếm tiền online của mình. Ok, hôm nay mình review và giới thiệu cho anh em một con web để anh em có thể kiếm tiền Dogecoin hoàn toàn free và miễn phí luôn. Và đối với con web này, các bạn có thể quy đổi các đồng coin lẫn nhau nha. Ví dụ như các bạn đang có đồng đô la đi của thằng Bear hoặc là đồng đô la của Perfect Bunny, các bạn cũng có thể quy đổi sang Dogecoin hoặc là ngược lại ha. Các bạn có thể dùng Dogecoin các bạn đổi sang đô la, hoặc là các bạn có thể đổi Bitcoin sang đô la hoặc các đồng coin khác sang đô la cũng được. Và ngược lại ha, nó đổi hai chiều nha bạn ha, cho nên rất là thuận tiện cho những bạn nào muốn quy đổi các coin qua lại lẫn nhau ha. Và đối với con web này, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn kiếm tiền free với con này nha. Anh em sẽ kiếm tiền free cứ mỗi một giờ đi. Đây, mình dịch cho anh em xem nha. Ok, ở đây nè, anh em nhìn thấy nè, nó có cái phần miễn phí nè, nhận trực tiếp nè. Anh em sẽ nhận được ngẫu nhiên lên đến 10 Dogecoin nha. Cứ một lần thôi, một lần anh em mà vào anh em nhấp ha, anh em sẽ nhận được khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hên xui nha, nó ra ngẫu nhiên nha, nó sẽ ra ngẫu nhiên random Dogecoin cho anh em ha. Cứ 60 phút một lần đó, anh em vào anh em nhận tiền free thôi, hoàn toàn free và miễn phí luôn. Ngoài ra dưới đây nè, nó hướng dẫn cho anh em nè ha, chi tiết rất là nhiều mục ha. Đấy, anh em chỉ việc vào đây nhận tiền free nha. Ok, rút tiền á thì ở đây á, min rút của nó chỉ có một dot thôi, một dot là anh em có thể rút được tiền rồi, rất là ngon nha. Bây giờ thì mình hướng dẫn cho anh em đăng ký tài khoản nha. Đấy, anh em click vào đường link mình để dưới phần mô tả ha. Sau đó anh em bấm địa chỉ ví Dogecoin của anh em vào đây. Đấy, rồi anh em ấn vào cái nút gửi đi nha. Ở đây nó sẽ hiển thị ra cái phần để anh em có thể đăng ký tài khoản nha. Anh em nhập cho mình địa chỉ mail nè, password nè. Rồi nhập thêm cái mã bảo mật nha. Anh em nhập đúng ký tự trên đây nha. Sau đó anh em ấn vào gửi đi. Thì nó sẽ gửi về cho anh em một cái lá thư nha. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái lá thư đây. Đấy, cái lá thư này nó yêu cầu anh em xác nhận mail ha. Anh em vào đây, anh em click vào cái đường link màu xanh dương này nè. Đấy, khi anh em click vào cái đường link màu xanh này á, thì anh em đã xác minh được địa chỉ mail rồi. Việc còn lại là anh em sẽ login vào tài khoản thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ login vào tài khoản của mình nha bạn ha. Đây là cái địa chỉ mail mình đã đăng ký rồi, cho nên mình sẽ không đăng ký thêm lần nữa. Bây giờ mình chỉ việc login vào tài khoản của mình thôi. Mình sẽ sử dụng một cái ví khác để mình login nha. Địa chỉ ví này chỉ là địa chỉ ví để mình review cho các bạn thôi. Đây là địa chỉ ví mình mới vừa copy nè các bạn. Đấy, để mình đăng nhập nè. Ok, mình bấm vào đây nha các bạn ha. Đây là địa chỉ ví đăng nhập của mình. Sau đó mình ấn vào gửi đi. Thì đây bây giờ mình chỉ việc nhập mật khẩu thôi nha các bạn ha. Mình đã đăng ký tài khoản rồi. Ok, sau đó các bạn ấn vào chữ gửi đi nha. Ok, mình đã đăng nhập được vào tài khoản nè các bạn thấy không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhận Dogecoin miễn phí nha. Các bạn nhập một cái mã bảo mật ở đây. Sau đó bạn ấn vào gửi lời mời đề nghị ha. Thì đây nó sẽ quay random ngẫu nhiên nha. Hồi nãy mình quay thử một lần nè các bạn thấy không? Mình được 0.139 ha, 7 Dogecoin nha các bạn ha. Đấy, cứ vào nhận random thôi. Có thể các bạn có thể nhận được 4 Dogecoin, 5 Dogecoin, 6 Dogecoin, thậm chí là 1-2 gì đó, hoặc là 0.139 như mình nha. Đấy, hên xui thôi nha bạn ha. Ngoài ra các bạn có thể đi giới thiệu chia sẻ bạn bè ở cái link này nha. Đấy, ok. Rồi, khi các bạn rút tiền các bạn ấn vào mục rút dot nè. Rút dot ha. Thì các bạn sẽ nhập số tiền rút thôi. Ở đây nó kêu mà rút tiền tối thiểu là 1 dot cộng với phí nha. Ví dụ như mình có 5 dot, mình rút 5 nha. Đấy, nhưng mà các bạn phải có 6 dot hoặc là 7 dot gì đó, nó cộng thêm phí mà. Các bạn hiểu không? Ví dụ như mình có 6 dot thì mình rút khoảng 5 dot thôi, để 1 dot kia làm phí nha các bạn ha. Các bạn nhập mã bảo mật và ấn vào rút tiền thôi. Đó thì ở đây nó sẽ trừ cái số lượng tiền của bạn và nó sẽ chuyển thẳng vào cái địa chỉ ví các bạn đăng nhập á. Đấy, rất là ngon ha. Ở đây nó có phần giới thiệu nè. Đấy, rút tiền ha, thành công nha các bạn ha. Đây là các bạn này đã nhận dot free được 4.299 dot nè, ha. Đấy, rút tiền thì qua cái mục withdraw nè. Đấy, các bạn lưu ý nè, ở đây nó hướng dẫn cho bạn rất là chi tiết nha. Đấy, nhập mã bảo mật, sau đó ấn vào rút tiền thôi ha. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn nào mà muốn quy đổi tiền nha. Các bạn vào cái mục exchange cho mình ha, cái phần đổi nè. Ok, exchange là phần đổi các cái tiền ảo nha các bạn ha. Bây giờ các bạn thấy cái mục chọn đầu tiên nha, các bạn sẽ quy đổi tiền gì ha. Ở đây ví dụ như mình có tiền BE đi, mình chọn tiền BE cho các bạn xem nha. Chọn vào BE. Rồi, ở dưới mình muốn đổi là 5 đô. Đấy, 5 đô ha.
sang đồng coin nào thì mình chọn tiếp tục nha. Ở vùng dưới nè, Unai nè, đấy mình chọn Dogecoin nha. Hoặc các bạn có thể đổi 5 đô này sang Bitcoin, Litecoin hay Ethereum, muốn đổi cái nào cũng được ha. Bây giờ mình sẽ thử đổi Dogecoin đi nha. Ok, thì 5 đô nè, 5 đô sang Dogecoin đó thì ở đây nó sẽ tính cho các bạn ha. 1 đô á được 323.49 Dog nha. Ở đây 5 đô á thì các bạn sẽ được 1603 Dog. Phí ở đây là 13 Dog nha anh em ha. Rồi, anh em sẽ nhập địa chỉ ví Dogecoin vào đây. Ví dụ như anh em muốn rút tiền 1603 Dog này về ví này, anh em nhập vào. Sau đó anh em nhập địa chỉ mail nha. Địa chỉ mail nói chung là có lỗi gì đó thì anh em sẽ sử dụng mail này để mà khắc phục nha. Ví dụ như mình sử dụng mail dbc@gmail của mình đi. Ok. Các bạn nhớ bỏ khoảng trắng sau địa chỉ mail nha các bạn. Đây là các cái điều khoản của nó nè. Đó, nó có phần chat nha, các bạn nhìn thấy không? Dấu chat rất là nhỏ luôn nha. Mình chat vào, sau đó bạn ấn vào chữ review. Ở đây nó sẽ báo lỗi nha bạn ha, báo lỗi mail nó sai các bạn. Bây giờ thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái mail ha. Mình sẽ bỏ khoảng cách ở cái chữ com các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Đấy, lùi về. Ok, sau khi bạn ấn vào review thì nó sẽ ra cái mục để các bạn quy đổi nè. 5 đô đổi được 1602.9746 Dogecoin nha các bạn ha. Đấy, các bạn sẽ nhập cái mã code này nè. Sau đó bạn ấn vào submit data thôi là nó sẽ ra một cái biểu tượng để các bạn quy đổi ha. Và các bạn chỉ việc đợi trong vòng 30 giây đến 1 phút thôi là tiền nó sẽ về cái ví của bạn ha. Nó sẽ tự động quy đổi nha anh em ha. Anh em nhấp vào, sau đó anh em sẽ thanh toán tiền PO cho nó nha. Ok, ở đây nè mình đã check thử rồi bạn. Hồi nãy mình có exchange Payer Tool nè, 4.85 đô nha bạn ha. Mình đổi được 1557 Dog nè, bạn thấy không? 34 phút trước nè. Đây, bây giờ mình sẽ cho bạn xem nè. 1557.657812862 Dog nha. Đấy. Bạn thấy không? Mình đã quy đổi thành công trên con web này, nó cực kỳ uy tín luôn nha anh em ha. Đấy, sau khi anh em ấn vào submit data thì nó sẽ hiển thị lên một cái phần để các bạn thanh toán tiền PO trước nha. Anh em thanh toán tiền PO xong á thì anh em chỉ việc đợi trong vòng 30 giây cho tới 1 phút thôi ha, thì tiền nó sẽ được về ví của anh em nha. Đấy, ở đây có rất là nhiều người họ đánh giá nè, 3 giờ trước nè, họ đổi 50.000 Dog nè, 10 đô nè. Đấy, rồi 60 đồng Canada nè, đồng 21 đô nè. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất là nhiều người họ quy đổi tiền trên đây. 22 TRX nè, đấy, 120 đô nè. Nó cực kỳ uy tín luôn. Đấy, và anh em quy đổi tiền, anh em có thể kiếm tiền free trên con web này nha. Cực kỳ uy tín nha. Đấy, những anh em nào muốn chơi thì mình sẽ để đường link dưới phần mô tả ha. Anh em vào anh em kiếm tiền free và anh em có thể quy đổi các đồng coin qua lại lẫn nhau nha. Ở đây có rất là nhiều đồng coin, đa dạng lắm anh em. Đấy, anh em tha hồ anh em quy đổi nha. Rồi, video mình sẽ kết thúc tại đây thôi các bạn. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Chúc bạn kiếm thật nhiều tiền nha. Bye bye.